ngủ say. Nhà cao tường khép kín đâu còn một ai. Nghiêu ngao tôi cứ rau côi, hủ tiếu gõ đây bà con ơi. Trời đổ tôi khi xưa giông gió quê nhà đã cuốn trôi sớm làng quê tôi. Giờ đây sống nơi chốn quê người đời xưa bò vào viên không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Trời ơi. Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ. Đúng rồi, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em, con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Oh. Tèo Em. Tèo Em, cái tên nghe dễ cưng dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm xí nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tôi bời. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê, nơi đây mai đó, rất giả lắm. Thấy con lạc quan nó mới hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong muốn lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Con nghỉ học từ lúc nào? Dạ từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm đối với chú.
đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Dạ. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Dạ. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Dạ. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Triều Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Được một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin. Tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới để nói, để nói. Mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm được hay không vậy? Từ nào chạy lại ôm tôi cũng không có trường. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của... Cô Ốc và chú chúc mừng Tèo em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Triều Vũ Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé. Như anh lùi bước. Chú ơi, cho dĩa Ốc lên không chú ơi? Anh ơi, chú bán ơi, kêu đồ từ xa. Nè em mang đi em. Em mang đi. Cả đêm sóng bóng chớt thu bé lại từ bằng một cô gái. Bây giờ gì đâu, mấy đứa con nít mới bay lớn mà hát. Anh ơi ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không không, chị không mua. Chị ơi ủng hộ tụi em vài cây đi chị. Thôi chị sao mua. Sao tụi con đâu. Nhỏ mà hát nhạc người lớn không vậy? Hát nhạc này trốn có thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á, mà em hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi. Nếu mà hát hay á thì chị sẽ mua kẹo cho em, được không nè? Dạ, dạ để rồi. Em ra chuẩn bị nha chị. Rồi. Yo. Và theo lời yêu cầu, cô xin rể của chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Nhớ ai đời nỗi trói đau
Ủa, bữa nay anh hai bán được nhiều không nè? Cũng tạm à, bữa nay em bán được nhiều không? Em ế lắm anh à. Thôi đừng buồn, dưới đây anh hai có quà nè. Ơ, thiệt hả? Ừ. Quà gì vậy, quà gì vậy? Nè. Quà. Một cái bánh bao hả? Ủa, ế mà cũng có bánh bao là sao ta? Ờ. Thôi anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Hay thôi cả hai đứa mình cùng ăn ngang. À.
săn trượt mắm tôm thơm đồng một đời con không quên mẹ ơi. Bụng riêu của đồng mẹ sẽ ngồi bên cha nhiên, còn em sẽ ngồi bên mẹ. Bới chén cơm cho đầy để ta già đua cho lẹ, nghe hạnh phúc reo mừng như tiếng chim ca. Bữa cơm nào cũng vậy, khi tổ cá kho ráo trời lại ngó cha, cha nói tém tôm chia phần để nuôi cò. Anh em mình đều không hề chiêu, mà vì thương cha thương cả cánh đồng hoa. Mùa hạ hoa mau, mùa thu tàn hôm nào, mùa đông sẽ lạnh tới đâu. Chén cơm không cho đầy để con già đua cho lẹ, còn cha cũng chiến căng rằng cha mãi biết đồng xô.
cảm ơn Minh Thiện và Thiên Quý với ca khúc Hai Quê Một Nỗi Niềm. Và Khánh Băng đã hoàn thành ca khúc Đèn Khuya. Mời hai em vào trong. Ừ.
Xin chúc mừng Wendy và Khánh Linh. Của đội huấn luyện viên nghệ sĩ Đại Nghĩa, ca sĩ Cẩm Ly Minh Tuyết đã hoàn thành phần thi của mình. Và bốn cái tên sẽ bước tiếp cùng với các vị huấn luyện viên của mình. Đó là ai? Trước khi đến với quyết định này thì chúng tôi cũng muốn lắng nghe những sự tư vấn, những chia sẻ sau khi theo dõi phần thi của các bé. Đầu tiên xin mời gia đình Vũ Trang. Hình như cái vòng này mấy cháu hát đúng với sở trường của mình hơn. Đây là những bài mà mấy con đã quen thuộc rồi, cho nên hát một cách rất là thoải mái, rất là thấm. Cho nên là tiết mục nào chú cũng ngồi đây và enjoy giống như là đang đi xem một cái chương trình đài nhạc hội vậy, chứ không phải là thi thố nữa. Cho nên là chú xin chúc mừng hết bốn đội. Hy vọng là ai may mắn được vào trong thì cũng sẽ tiếp tục tỏa sáng như thế. Còn ai mà không may mắn ra về thì cũng an tâm, vì nãy giờ theo những gì chú nghe được thì mấy con hát rất hay và rất tuyệt vời. Rồi bây giờ thì với Thu Trang thì nãy giờ trong số 4 tiết mục này thì Trang thích nhất cái phần biểu diễn nào? Copy bass. Tức là mở hoạt đơn như trên. Dạ, dạ. Như trên. Rất ngắn gọn và đủ dễ hiểu. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của gia đình Bạch Gia Trang.
cô thấy là Wendy Khánh Linh, tụi con là một cặp mạnh, nhưng phần trình diễn vừa rồi tụi con không ổn định. Wendy, bài này giọng con mờ, có thể là do chọn bài, nhưng con phải để ý ha. Còn Khánh Linh á, bài này thì giọng con rất là vang, có thể là con hát mấy cái thể loại mà mấy cái bài có giọng cao đó là phù hợp với con. Rồi, còn hai cái bạn nhỏ thì rất là đáng yêu, tụi con sẽ góp phần lấy cái sự ủng hộ của các bạn nhỏ, tại tụi con nhỏ, các bạn nhỏ sẽ thích tụi con hát rất hồn nhiên, nhưng mà cũng phải bình tĩnh lại chút xíu, hát mic điều khiển này kia cho kỹ lại. Đó, cho nên đối với cô, trong bốn cặp này, hai cặp cô vừa phân tích là hai cặp nhỉnh hơn chút xíu. Còn hai cặp lại là gì? Cái cặp hai bạn áo hồng, tụi con hát phải lột tả được thêm cái bài hát. Bài hôm nay tụi con thi, giọng hát tất cả mọi thứ được lắm, nhưng mà chưa có thể hiện mình rõ bậc hơn các bạn. Cái đó là cái tụi con phải để ý. Còn hai bạn nam, cái cô tiếc cho cô Cẩm Ly với chú Đại Nghĩa là bên đây á, là mạnh là về dân ca. Thì dân ca tụi con đi theo cô Cẩm Ly, tụi con sẽ học hỏi rất là nhiều điều, nhưng mà hai đứa con cũng chưa có bật được hết. Tuy nhiên tụi con vẫn là một cặp song ca nam, giọng hòa được. Cho nên á, theo cô là hai cặp nữ bên tay phải này vẫn là cặp mạnh hơn. Nếu là cô sẽ chọn hai bạn này. Nhưng mà cô góp ý thêm cho chú Đại Nghĩa với cô Minh Tuyết với cô Cẩm Ly là cặp nam cũng là một cặp cũng nên cần ứng thiết cử viên à? Đúng rồi, cho nên mọi người phải suy nghĩ thật là kỹ lại. Xin được cảm ơn ca sĩ Đăng Trang. Và bây giờ sẽ là quyết định của nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Minh Tuyết. Chắc chắn là nghệ sĩ Đại Nghĩa cũng đã tư vấn ca sĩ Cẩm Ly rồi đúng không ạ? Nên chắc cũng có những cái suy nghĩ chia sẻ của mình. Cho cô hỏi tí nè, nếu lỡ Phương Vi con rớt, con có hết cười không? Sao vậy? Sao Minh cô, Tuyết? Cô Tuyết hỏi khó sao quá vậy? À? Khó quá à. Cô Tuyết hỏi cô quá. Cô muốn hỏi như vậy đó. Cô Tuyết hỏi nè con. Cô Tuyết làm khó con rồi. Dạ có. Không, có nghĩa là con chỉ bớt thôi chứ con không khóc, con vẫn cười đúng không? Như con sẽ cười mà chảy nước mắt đúng không? Dạ. Ôi, ngay cả khi trả lời cái cơ miệng nó cũng nó dữ vẫn luôn. Cười. Nó cũng không khép lại. Cô nãy giờ cô mỏi miệng vì con cười quá nên cô cứ thay bị lay á, cô cười theo con nè. Dễ thương quá, chịu không có nổi. Duyên dáng dễ thương vô cùng. Cô nói đùa thôi chứ không phải nói là con rớt nha. Cô chưa có nói quyết định gì hết. Nhưng mà vì cô thấy con cười tươi quá, dễ thương quá nên cô mới hỏi một câu như vậy. Cô gặp gỡ tụi con rất ít, chỉ có dòng trước với dòng này thôi. Và cô cảm thấy rằng là tuổi trẻ bây giờ giỏi quá, hay quá, tuyệt vời quá so với các cô ngày xưa. Hát rất là hay, diễn rất là tốt. Và cô nghĩ rằng là khi các con đã vô đến dòng này rồi là các con đã vượt qua rất là nhiều các bạn khác. Dù cho các con có đi tiếp hay ở lại thì các con đã là thành công rồi. Và đây chỉ là một cái bước ngoặt rất nhỏ trong cuộc đời của các con ca hát. Cho nên á, nếu mình có rớt thì hãy lắng nghe những gì mà các con học được trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí này để các con làm hành trang để mình tốt hơn nữa. Hôm nay mỗi người mỗi vẻ, các con hát thật sự có bạn vẫn giữ vững phong độ nhưng có bạn lại tụt phong độ. Cho nên cô Cẩm Ly và chú Đại Nghĩa sẽ không có lấy nguyên một cặp được, sẽ tách ra và sẽ quyết định ai sẽ là người đi tiếp và bạn diễn mà mình đã diễn mấy bữa nay, mấy ngày hôm nay, mấy vòng này sẽ phải ở lại. Thì điều đó cô nghĩ rằng là sẽ rất buồn, nhưng mà không nên buồn cả. Nó vẫn cười kìa. Nhạc ở đằng sau đánh rất là buồn. Cháu khóc rồi đó chị Tuyết à, không phải cười đâu. Cháu nào khóc? Cháu đang cười là cháu đang khóc đó. Ủa con đang khóc hay con cười vậy con? Cháu đang khóc. Con làm cô hoang mang quá. Có cháu, không? Cháu run người luôn. Không đó. Có, đang cười. Đang cười. Cười, chú Vũ à. Chỉ cháu có khóc. Là nó hơi héo héo không, chút không thôi hại. Nước mắt đang chảy ngược vào trong. Trời ơi. Tại sao cô không thấy mà các cô khác thấy vậy? Tại cô bị cận. Cô nhớ cô đeo công tắc len rồi mà. Cho phép Nguyên Khang sẽ mời nghệ sĩ Đại Nghĩa công bố hai cái tên và ca sĩ Minh Tuyết sẽ công bố hai cái tên. Sao tự nhiên bữa nay có một số bài hát nó giống với tâm trạng của mình quá. Hai quê một nỗi niềm.
Ở đây chúng ta không phải chỉ là hai quê đâu mà nhiều nơi chúng ta cùng có một cái nỗi niềm chung với nhau, có một cái niềm đam mê chung với nhau, cho nên chúng ta mới có mặt ở đây. Trải qua một khoảng thời gian chúng ta cùng ở bên nhau, cùng làm việc và cùng cống hiến cho quý vị khán giả những tiết mục thật là hay. Nãy giờ cô Tuyết, chú Nghĩa và cả cô Cẩm Ly nữa rất là đắn đo với cái quyết định này của mình. Và người đầu tiên mà... Trời ơi, cái nhạc hại cười dễ sợ. Cười lên mấy con. Trời ơi, cái nhạc nghe rầu quá. Để cho chú Đại Nghĩa giật. Người đầu tiên mà chú Nghĩa muốn chúc mừng. Nó cười kìa. Cho nên con cứ tiếp tục cười, bởi vì cái nụ cười của con nó lan tỏa tới mọi người một cái nguồn năng lượng tích cực lắm. Điều đó rất là cần thiết nhạc trong những chương trình của chúng ta. Cô cháu cười tươi quá. Còn... cái này bị phản ứng ngược. Cái này phản ứng ngược. Nó cười quá. Cái này là hiệu quả tốt chứ đâu phải phản ứng ngược đâu. Mình đúng cần rồi. Mấy cháu vui và lạc quan như thế này. Chú thích điều đó. Chính vì thế Phương Vi, con hãy đi tiếp cùng với cô chú nha. Xin chúc mừng Phương Vi. Cái nụ cười quan trọng quá hả? Nụ cười lạc quan á, nó kéo theo sự lạc quan. Đúng thiệt. Tiếng đàn bầu nó réo rắt mà anh có thể thấy được em rất phớt phơi phới. Xin mời anh Đại Nghĩa. Bạn thứ hai mà chú sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bạn ấy là một cô gái. Anh Nghĩa, đó, Nghĩa ơi, dạ. Em nói sao mà em nó cười hoài vậy? Càng nói càng cười kìa. Bé nó vui, bé nó được đi tiếp nó để vui. Cô lên, cô ôm con để cô giảm bớt cái dây cô. Cười của con. Con cười quá, con cũng cười theo. Đừng cười nữa cười con, nha. Tại sao con cười dữ vậy? Đây nè, nguyên nhân hậu quả là cái đơn bầu này nè. Nó cứ cười, con tại sao con cười dữ vậy? Cái đơn bầu người ta chia tay buồn. Người ta chia tay buồn muốn chết. Đừng có cười nữa. Để không, mấy cháu cười vậy là tuyệt vời. Vũ cảm thấy đây là một cái điều ok. Và người tiếp theo mà chú muốn đi tiếp, đó là một bạn nữ, đó chính là Bích Tuyền. Xin chúc mừng Bích Tuyền. Cô Tuyết đứng đó đi, để chú Nghĩa lên cùng với cô Tuyết luôn. Chú Nghĩa sẽ giới thiệu thêm một người bạn nữa sẽ đi cùng với chúng ta trong chương trình này. Và chú Nghĩa nghĩ rằng khi mà kết hợp với một trong hai cô bé này sẽ rất là phù hợp, sẽ tạo thành một đôi song ca rất là duyên dáng và dễ thương. Đó chính là Minh Thiện. Đây, quý vị nhìn đi, thấy cưng không? Rồi, đó là Minh Thiện. Chúc mừng con nha. Tiếp theo, người cuối cùng của Tuyết. Bây giờ cô hỏi con nè, sao tại sao con chưa được đậu mà con cũng cười dữ vậy? Hả? Hả? Cười to thế. Con với bạn tập bao lâu rồi? Phải một tháng rồi. Một tháng rồi. Nếu bây giờ con phải hát với bạn khác, con có nhớ bạn cũ không? Con có buồn không? Dạ có. Buồn nhiều không? Nhiều. Vậy con có thích bạn cũ không? Dạ có. Con thích nhiều không? Dạ nhiều. Vậy bây giờ con có thể nắm tay bạn cũ đi tiếp chặng sau không? Dạ có. Chúc mừng. Bước tiếp cùng với huấn luyện viên của mình, có cả nụ cười, có cả nước mắt. Và dù cho kết quả như thế nào đi nữa, chúng tôi tin chắc rằng đây là những gương mặt đã thể hiện rất xuất sắc, rất tốt trong 4 tiết mục vừa rồi. Xin chúc mừng 4 chiếc vé đã giúp cho các bạn đi tiếp. Và cũng xin cảm ơn những thí sinh còn lại. Các bạn đã đến với tuyệt đỉnh song ca nhí. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn. Những người chiến thắng đã có thể tiếp tục hành trình của mình. Và những thí sinh phải dừng lại đều đã sót những kỷ niệm từ chương trình. Đó sẽ là hành trang quý báu cho các thí sinh nhí của chúng ta. Tiếp theo, các thí sinh của đội Dương Triệu Vũ, Thu Trang đã sẵn sàng cho phần thử thách của mình. Thí sinh nào sẽ thăng hoa, tỏa sáng và giành lấy cơ hội cho mình? Hãy cùng chờ đón trong ít phút nữa.
Phong và Dạ Thảo với ca khúc Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Mời các em vào trong. Mỹ Hoa với ca khúc Giấc Mơ Ngày Xưa. Mình đất phương đau
Xin chúc mừng tiết mục Tam Ca. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn vào trong chuẩn bị chờ đợi kết quả. Và Đình Nghiêm. Thưa quý vị, như vậy là những thí sinh của đội huấn luyện viên nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ đã hoàn thành 4 tiết mục của mình. Và trước khi đến với kết quả, 4 gương mặt sẽ đi tiếp cùng với các vị huấn luyện viên. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những tư vấn chia sẻ từ phía đội bạn. Đầu tiên, chúng tôi xin mời năm nghệ sĩ có đôi giày lấp lánh nhất, có tướng ngồi đẹp nhất ngày hôm nay sẽ chia sẻ. Xin mời nghệ sĩ Đại Nghĩa. Cũng rất là khó bởi vì ở cái đội của chú Vũ với cô Trang á, các con gần như là ngang tài ngang sức với nhau, chỉ có chênh nhau một tí thôi. Nhưng mà riêng trong cái ngày hôm nay với phần trình diễn của các con vừa rồi á, thì chú có thể nói chú thích nhất là thích cái cặp Khánh Ngọc và Đình Nghiêm. Bởi vì hai con á, là một cái màu sắc hoàn toàn khác so với cái lần mà các con trình diễn trước đây. Nhưng mà hôm nay các con trở về đúng với cái sự tinh nghịch trẻ trung bằng cái lứa tuổi của các con bây giờ. Hát mà nó hòa quyện cùng với nhau. Rồi đặc biệt là cái phần bè phối của các con á, rất là ăn ý. Mà ở cái tuổi này mà hát bè được như vậy á, thì rất là khó. Bạn nữ hát bè cũng hay mà bạn nam hát bè cũng hay luôn. Rồi một cái cặp nữa, chú Nghĩa cũng cảm thấy là cái cặp của bé Khánh Huế và Mỹ Hoa. Ở đây hai con có lẽ là tuổi lớn hơn so với các bạn chút đúng không? Thành ra cái giọng hát của các con nó vững vàng hơn, âm sắc nó rõ nét hơn, nó sáng, nó vang hơn. Đó là một cái cặp đôi mà chú Nghĩa cũng rất thích. Còn hai cái nhóm còn lại không phải là chú không thích. Nhưng mà ví dụ như hai con nó có người này nhỉnh hơn người kia một chút, nó hơi bị không có đồng đều với nhau lắm. Thành ra là chú nói rằng hai cặp đôi bên đây là nhỉnh hơn một tí là như vậy.
Cảm ơn các con về cả 4 phần trình diễn ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn nghệ sĩ Đại Nghĩa và xin mời hai vị huấn luyện viên, nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Đoan Trang. Chú Bạch thấy mỗi một bé nó có một cái nét riêng. Mặc dù các con hát tam ca hay song ca, nhưng mà chú Bạch lại tìm thấy cái nét đẹp trong cái giọng mà nó lạ của các con. Thí dụ như cái cặp đôi Tiến Long Dạ Thảo, thì Thảo có những cái quãng giọng quá là lạ, nó làm cho mềm mại, ngọt ngào cái bài hát một cách hết sức là tự nhiên. Hoặc là ở đây như Khánh Huế thì chú làm như chú bị ghiền cái giọng của con á, cái tần số nó hợp với cái lỗ tai của chú hay sao mà chú nghe thì nó lại ăn vào. Trong khi đó thì Mỹ Hoa lại có những cái rất là tinh tế để làm cho hai tụi con thành một cái bố cục rất là đẹp, mà chú nghĩ rằng rất là khác biệt với cái màu sắc của anh Khôi Cẩm Tú hay là của Quỳnh Anh Đức Vĩnh mà đội của chú Dương Triệu Vũ và cô Thu Trang đã có. Còn lại nữa, ở đây thì ba bạn á, không chuyện gì sao không cần biết, nhưng mà bây giờ mình đã hoàn thành rồi, mình tươi. Các con nói chung giữ được cái tinh thần để hát cái bài của vòng thi này thì các con đã là một cái sự cố gắng nỗ lực hết sức. Chú Bạch chỉ chúc các con là các con đã có niềm đam mê như vậy, hãy giữ ngọn lửa đam mê đó, bất kỳ mảnh đất nào các con cũng có thể phát triển được tài năng của mình. Xin cảm ơn. Và bây giờ sẽ là chia sẻ và quyết định của nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Mời nghệ sĩ Thu Trang chia sẻ trước. Thật sự các con đang làm khó cho chú Vũ với lại cô Trang rất là nhiều. Sao? Là không biết là nên chọn bạn nào, rồi giữ bạn nào, rồi để bạn nào ra về. Nhưng mà cô Trang muốn nói cho các con biết là chúng ta ở đây đã là một gia đình. Nếu như bạn nào có ngừng lại thì cũng hãy ủng hộ cho những người trong gia đình của mình đi tiếp. Không có gì phải buồn, tại vì từ đầu đã xác định đây là một sân chơi. Tụi mình không có thi thố gì ở đây hết á. Không có thi thố gì nha, tụi con phải xác định là mình không có thi thố. Tụi mình đang vui chơi. Mà vui chơi có đầu tư. Vậy thôi. Còn về chi tiết, về khả năng, về giọng hát thì phải nhờ chú Vũ đây góp ý cho các con. Trước khi chú nói thì chú chỉ muốn dặn mấy con một điều là không được khóc nha. Hôm nay mấy con làm cho chú rất tự hào. Dĩ nhiên chú đã có trong đầu, chú nghĩ là ai sẽ làm tốt hơn và ai sẽ làm ít tốt hơn một chút xíu. Nhưng mà khi mà mấy con lên đó trình diễn thì mấy con hết mình máu lửa và gần như là trình diễn rất hoàn hảo. Cho nên là bây giờ cái đầu của chú nó rối tung luôn á. Nhưng mà thôi, bây giờ thì mình cứ đi thẳng vào vấn đề đi nhé. Một cặp mà chú Vũ và cô Trang nghĩ là đáng lẽ phải đi thẳng vào vòng trong, nhưng mà đây cũng là một điều may mắn để cho hai con có thể trình diễn thêm một bài nữa cho những khán giả ở nhà xem được. Và đây chính là cái cặp mà chú rất tự tin vào giọng hát, khả năng sân khấu, bản lĩnh. Khánh Huế, Mỹ Hoa. Rồi, bây giờ mới là cái điều khó khăn. Bây giờ thì chú sẽ chấm theo cái sự hòa quyện của đúng một cặp song ca nhé. Cho dù là bây giờ có ai đi về thì cũng sẽ là một gia đình với nhau. Bất kỳ lúc nào tụi con cần chú hoặc cô Trang bất kỳ điều gì, muốn hỏi ý kiến là con có nên mặc bộ đồ này hay không, hoặc là hát bài này hay không, hoặc là con nên làm hòa âm ở đâu, hát làm sao, cứ gọi cho chú luôn luôn sẵn sàng 24/24. Và bây giờ cái cặp kế tiếp chú sẽ cho vào trong vòng trong, đó chính là Khánh Ngọc, Đình Nghiêm. Xin chúc mừng Khánh Ngọc và Đình Nghiêm. Thưa quý vị, và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và trở thành những người bạn của nhau như những gì mà chúng ta đã mang đến cho cuộc thi tuyệt đỉnh song ca nhí. Với kết quả vừa rồi, chúng tôi xin chúc mừng 4 chiếc vé đã cùng với huấn luyện viên của mình bước tiếp vào vòng chinh phục. Các thí sinh còn lại, các bạn đã mang đến cho chúng tôi những kỷ niệm thật khó quên. Và chúng tôi tin chắc rằng các bạn đã có những ký ức đông đầy với những tình bạn thật đẹp. Hãy giữ lại những ký ức ấy cùng với chúng tôi và hứa với chúng tôi, nếu vẫn còn đam mê âm nhạc,
hãy quay trở lại đây với tuyệt đỉnh song ca nhí những mùa tiếp theo nhé. Chúng tôi vẫn luôn chào đón tất cả các bạn. Xin được chúc mừng các thí sinh đã giành chiến thắng và dù phải dừng lại, nhưng những thí sinh còn lại cũng đã cháy hết mình và để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng huấn luyện viên và khán giả. Tôi đâu có ngờ từng đêm cô bé chờ.
Và đó là ba cô gái trong nhóm Tam Ca, Hoàng Yến, Trâm Khanh và Lâm Khuê. Bây giờ chúng tôi xin mời các bạn bước vào trong để đến với tiết mục tiếp theo. Cảm ơn ba bạn rất dễ thương. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo. Xin mời. Sớm, tôi tỉnh dậy rất sớm, đôi mắt cứ rìm rìm. Bố kêu mày vào uống với bố một ly trà nào. Nắng sớm, chiều qua rèm cửa sổ, tờ báo sáng trên tay. Ung dung làm bình trà rồi xem tin tức thế nào. Mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành. Mẹ làm cho một bữa sáng. Chị kêu mẹ chuẩn bị được gì. Đầu này mày uối chưa? Bố thì nói chuyện về xăng dầu. Kinh doanh rồi chứng khoán. Cả nhà quay quần mẹ ngắm cha. Bố cười, mẹ cười chỉ cười ố. Tôi cười. Yeah. Thank you.
khăn đều theo chị Hồng, đều gió cuốn bay về đâu. Chiếc khăn đều theo chị Hồng, đều gió cuốn bay về đây vườn trên cây. À chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, thôi này đừng kiếm trong rừng, lạc trong rừng nát hoa rừng cần theo. Chúc mừng Bảo Cương, Ngọc Thanh và Ngọc Đức. Tiếp theo là tiết mục Em đi trên cỏ non với phần thể hiện của Trúc Mai và Mai Anh. Thank you.
đó là tiết mục thứ tư. Chúng tôi xin mời tất cả các bạn của đội Bạch Gia Trang, chúng ta cùng bước ra sân khấu để đến với phần công bố kết quả. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với 4 tiết mục của đội Bạch Gia Trang, nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Đoan Trang. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Đoan Trang sẽ đưa ra những lời nhận xét trước khi đưa ra quyết định của mình. Xin mời. Chú Bạch nghĩ rằng đối với những người làm nghệ thuật hay là nghiên cứu khoa học, không có từ thất bại mà chỉ có từ chưa thành công. Điều quan trọng là phải giữ niềm đam mê. Lần này mình chưa may mắn một chút, mình chưa thành công một chút, không có nghĩa là mình thất bại. Cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch cũng rất là tiếc là cái khoảng thời gian vừa qua nó cũng không có đủ dài để cho thầy cô có thể gặp gỡ được tụi con nhiều hơn, chỉ dạy cho tụi con thêm những cái kinh nghiệm hơn nữa. Nhưng mà không sao, dừng lại cuộc chơi, mình vẫn là một gia đình nha tụi con, mình không có buồn ha. Ok, rồi bây giờ bốn bạn may mắn trong số tất cả các con ngày hôm nay sẽ được lọt tiếp vào vòng trong. Đó là bốn bạn vững chãi hơn, tâm lý ổn định hơn, tập trung hơn, kỹ thuật hát chắc chắn hơn các bạn còn lại chút xíu ha. Có nghĩa là không phải các bạn còn lại là chưa có tốt, không phải vậy đâu. Các con thiếu may mắn chút xíu, mình cần phải rèn luyện thêm. Bạn đầu tiên trong nhóm của các con được lọt vào vòng trong, đó chính là bạn cô chúc mừng Ngọc Thanh. Và cùng đồng hành tiếp theo với Ngọc Thanh, xin được chúc mừng Lam Khuê. Trước khi cô đọc tên bạn kế tiếp, cô muốn gửi gắm một điều là tất cả các con khi mà được vào vòng trong có nghĩa là mình may mắn hơn bạn, thì cái quyết tâm của mình phải lớn hơn nữa, các con có đồng ý không? Phải cố gắng, phải quyết liệt hơn nữa nha. Bạn kế tiếp sẽ được tiếp tục đi tiếp với tuyệt đỉnh song ca nhí với đội của cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch, đó là bạn Hoàng Yến. Và bạn cuối cùng tấm vé thứ tư, xin được chúc mừng Kiều Vi. Thưa quý vị, như vậy là 4 chiếc vé tương ứng với lại 4 thí sinh đã bước tiếp vào vòng tiếp theo của chúng ta. Và dù cho các thí sinh của chúng ta đã nhận được những chiếc vé bước tiếp vào vòng tiếp theo, nhưng các bạn cũng phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự lựa chọn của các vị huấn luyện viên. Các thí sinh chưa may mắn ở lần này, các bạn vẫn còn có những cơ hội để chúng ta đam mê, trau dồi và tập luyện hơn nữa, để những kỳ tuyệt đỉnh song ca nhí lần sau các bạn có thể quay trở lại với chúng tôi và hy vọng các bạn sẽ có cơ hội để tỏa sáng. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa đến với phần lựa chọn của huấn luyện viên Thanh Bạch và huấn luyện viên Đoan Trang. Cảm ơn các bạn nhỏ rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đã chọn được những thí sinh xuất sắc nhất của các đội để nhận chiếc vé may mắn bước tiếp vào vòng tiếp theo. Và Bảo Ngọc chúc các bạn bản lĩnh, tự tin nha. Vâng, và đó là lời chúc của Bảo Ngọc. Nhưng điều quan trọng là các bạn nhỏ của chúng ta phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa để tỏa sáng nha. Thưa quý vị, chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like Vì đại nghĩa Cẩm Ly Minh Tuyết đã trao tấm vé may mắn cho các thí sinh Minh Thiện, Minh Tuyền và cặp đôi Phương Vi Quỳnh Thi để tiếp tục hành trình của mình. Các chiến binh được cặp huấn luyện viên Thanh Bạch Đoan Trang lựa chọn để tham gia vòng chinh phục đầy chông gai phía trước là Ngọc Thanh, Lam Khuê, Hoàng Yến và Kiều Vi.
hãy cùng chờ đón những thử thách tiếp theo trong hành trình chinh phục vinh quang của các thí sinh tài năng của chương trình Tuyệt đỉnh Song Ca nhí. Ngọc nữ của chúng ta đã mở màn vô cùng sôi động, đó chính là anh Khôi và Cẩm Tú. Dễ thương quá. Bước ra một cái là ca khúc Hai Cô Tiên của hai bạn đã khuấy động. Chỉ có điều là Nguyên Khang đang nghĩ thôi, có đề nghị nhỏ là không biết được không. Tức là hai bé có cái động tác đó rất là đáng yêu, mà bây giờ không biết là xuống có các vị huấn luyện viên có thể nhảy chung giữa các bé cái điệu nhảy đi được không. Đâu, quay qua. Hai, ba. Wow.
tôi nhảy nha. Yên ai ai hờ ai hai ô ô cơ ô cô hai cô điên là hai cô điên. Trời ơi, tôi ước gì mà cho tôi quay trở lại dòng giành giật. Gì vậy, rồi giật con ta để hả? Cho tôi ráng tôi giành giật nữa. Hai cái con người này nhịp thì chắc ơi là chắc, mà dễ thương nè, hát hay, nhảy giỏi, rồi cái giò y như là người mẫu, đúng không các cô các chú? À, y như là người mẫu vậy đó. Hai đứa con làm giữ cái năng lượng từ đầu cho tới cuối. Cô với chú Thanh Bạch ngồi coi, coi chừng khúc cuối không biết có mệt không, tại vì bài dài quá mà tổ hợp cũng rắc rối nữa. Nhưng mà đi tới cuối bài rất là tốt, một tràng pháo tay nữa cho Tú và Khôi. Cảm ơn. Rồi mời hai bạn quay trở lại sân khấu. Bây giờ Nguyên Thanh xin phép được mời một nghệ sĩ mà có cảm giác như là mùa hè nó chói chang, nó ập thẳng vào trong cái trường quay của chúng ta. Xin được mời nghệ sĩ Đàn Nhĩ. Phải nói là tám cái bà tiên màu đỏ xung quanh qua xung quanh á, tạo thêm một cái không khí rất là sôi động, rất là máu lửa cho tiết mục này ha. Mà hai con không bị chìm lấp giữa tám cái cô tiên áo đỏ đó, rất là hấp dẫn luôn. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn chú. Tụi con có một cái lợi thế là tụi con đã biết vũ đạo rồi. Và tụi con hay một cái là chú Vũ xây dựng cho tụi con hát đồng âm. Và đồng âm tụi con nghe lúc đầu á là nó đều, nó không có so le một tí xíu nào hết. Cái đó là rất hay khi mình hát song ca với nhau, là con hát cái đó rất tốt. Và đã vậy vừa nhảy rồi vừa hát, rồi bắt đầu một bạn hát vẫn còn nhớ cái chỗ mình, khi tôi vào câu này là bạn này sẽ ngưng, rồi bảo là tiếp theo cái câu đó tụi con giữ, tức là tụi con rất là tự tin trên sân khấu. Tôi thích cái mặt cái anh Khôi nghe, anh chất lắm, khi anh nhảy rất là chất. Tuy rằng Tú con nhảy giỏi hơn nhiều, nhưng cô xin nhắc một cái điều nhỏ này là trang phục, đạo cụ, phụ kiện, tất cả mọi thứ cố gắng làm sao mà nó chỉnh chu. Tại vì hồi nãy con ra con, cái này nó sẽ làm cho con phân tâm. Tại vì con bản lĩnh lắm rồi đó, tức là nó cứ tuột cái vai áo con, tới con phải kéo vướng lên, phải kéo vướng lên. Tuy rằng nó nhỏ như thế nhưng nó ảnh hưởng, nếu mà một bạn nào không có bản lĩnh, nó sẽ bị mất tập trung và con sẽ bị lệch và bị chệch ra ngoài liền. Cái đó rất là quan trọng, cho nên các con phải cố gắng chỉnh chu tất cả mọi thứ. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Và bây giờ xin mời cặp đôi đang sở hữu hai chiến binh rất là mạnh này. Hôm nay cô rất là vui vì cái phần biểu diễn của con đó, nó khác hoàn toàn so với ngày hôm qua. Con còn tự tin hơn ngày hôm qua gấp 100 lần nữa. Cô cũng cảm thấy rất là vui và là hãnh diện vì Khôi. Còn Tú thì khỏi nói rồi, con vẫn giữ cái phong độ của con. Và nếu như cô nghĩ con giữ cái phong độ này đi suốt cái chặng đường sau nữa thì sẽ rất là tốt. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn cô. Dạ, và huấn luyện viên sôi động nhất, nhảy nhiều nhất đó chính là huấn luyện viên Dương Triệu Vũ. Xin mời đây. Tăng đạo, tăng đạo. Hai đứa làm chú rất là tự hào. Chú cảm thấy rất hãnh diện. Tại vì những cái gì mà chú nói ra con nhớ hết. Và con làm còn hoàn hảo hơn chú mong đợi nữa. Chú cảm ơn hai con. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với hai chiến binh của đội huấn luyện viên Đại Nghĩa và huấn luyện viên Cẩm Ly. Cả hai thí sinh này thì nếu quý vị theo dõi những vòng trước thì đây là những cô bé rất là đáng yêu, dễ thương. Xin được chào đón phần biểu diễn của Quỳnh Thi và Phương Vi. Đây là hai cái cô bé mà ở cái vòng thi trước á, mọi người rất là thích, là bởi vì cái sự tươi tắn dễ thương khi lên sân khấu. Và hai con cứ cười bất chấp. Nhưng mà ở vòng thi này thì lại đưa ra một thử thách khác. Bắt hai con hát hai cái bài hát mà không có được cười. Bài Lòng Mẹ rồi bài Huyền Thoại Mẹ, mà đòi hỏi cái chiều sâu của cảm xúc nhiều hơn. Khi đưa cho hai bé bài này cũng cam go. Bé Thi thì nhỏ quá và hát nó không có được mạnh bằng bé Vi. Nhưng mà bài hát này thì khi đưa vào thì cái phần bài Lòng Mẹ thì Vi lại làm rất là tốt. Vi thì con bớt có gò từng cái chữ, điệu từng cái chữ đi. Tại vì hát tình cảm không cần phải điệu từng cái chữ. Năm tháng, không có tháng. Đâu có phải, đâu phải là an ở an thở anh tháng sắc tháng đâu. Đọc hát lại câu đó. Tiếng ru em tiếng đừng tiếng, có tiếng không? Đừng có gần có cuốn chữ tiếng. Tiếng ru em đêm mẹ hiền năm tháng. Hai con hát tốt. Cái cách diễn của hai con trong bài này cũng phù hợp, không có cười là đúng. Hai cái bài này bài buồn mà đang hát về mẹ, mà mẹ rất là khó khăn, rất là vất vả, mẹ hy sinh này kia, cho nên là không có phải tươi tắn như cái bài trước mà mình hát. Cho nên bớt cười lại như thế này là đúng.
chỉ về tập lại phát âm cho chú hai chị em luôn nha. Dạ. Ừ. Chiến miên, su em đêm mẹ hiền
thưa quý vị, Phương Vy và Quỳnh Huy. Đây, đây là cô bé mà cười suốt, thậm chí là xém bị loại cũng vẫn cười. Hôm nay con tuyệt vời lắm, con hát nguyên một bài mà con không cười một chút nào hết. Con rất là nhập tâm thể hiện. Chúng tôi xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Phương Vy, con làm chú rất là ngạc nhiên. Tại vì chú nhớ là con là đứa bé mà lúc nào cũng cười hết. Con diễn cái thần thái rất tự tin và rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Cái đó là cái hay của con. Cho nên hôm nay chú chúc mừng con làm rất tốt phần của mình. Mà xin lỗi chú Vũ, là chú Vũ có để ý không, là hình như là hai bé này hát mà ít nhất là ba vị huấn luyện viên là gần như rơi nước mắt. Anh Nghĩa là lấy chậm chậm lấy tay. Trời, anh Nghĩa là vốn là một người rất là mạnh mẽ đó. Anh ít khi nào anh khóc mà thấy anh nếu như không mạnh mẽ lại. Phải làm thế nào? Còn chị Tư Cẩm Ly thì thôi, thấy là mắt đỏ hoe rồi. Còn Thu Trang thì lúc đó là xém lấy khăn giấy để lau cho Dương Triệu Vũ rồi đó. Đặc biệt và cái lợi thế của hai con mà không phải cái đội nào cũng có, đó là hai con rất đáng yêu và rất dễ thương. Và theo người ta nói, một khi mà mình đã yêu rồi thì cái kiểu gì cũng thấy hay hết. Chúc mừng hai đứa. À, xin mời cặp đôi Bạch Gia Trang chia sẻ. Của tụi con ngày hôm nay khác hẳn với những vòng thi trước đây. Áo dài nè, tóc nè, mọi thứ đều rất là dịu dàng, duyên dáng và đầm thắm nữa. Chú Bạch muốn hỏi hai cái bông là ai bày cho tụi con cài lên mà đẹp quá vậy? Dạ, cô Trang Điểm cài bông cho tụi con. Tụi con có biết ý nghĩa của cái bông hồng mà được cài lên trên ngực áo có ý nghĩa gì không? Bông hồng cài lên trên ngực áo tượng trưng cho là những người còn có mẹ. Còn có ba mẹ, chứ không phải là chỉ còn có mẹ. Còn nếu mà những người mà mất ba mẹ thì mình sẽ cài bông gì? Dạ, những người mà không còn ba mẹ nữa thì mình sẽ cài bông màu trắng. Giỏi quá. Hôm nay thì thật là một ca khó cho huấn luyện viên của các con. Bởi vì sao? Các con diễn những vòng trước, cái gì hay, cái gì đẹp thì con đã làm rất là nhí nhảnh hồn nhiên. Thì vòng này huấn luyện viên lại khai thác cái chiều sâu của tình cảm yêu thương gia đình và nhất là của người mẹ. Chú Bạch thấy rất là vui và cảm động nữa khi bạn Quỳnh Thi là đưa tay ra trong câu hát của bạn Phương Vy. Phương Vy thì hát nhưng bạn Quỳnh Thi hôm nay đưa cái tay ra diễn thay cái cảm xúc của người bạn mình. À, chú nghĩ đó là một cái sự ăn ý của cặp song ca với nhau, hỗ trợ với nhau hết mình, và điều đó vô cùng quan trọng để các con thành công cho những bài hát tiếp theo. Cảm ơn chú. Rồi gia đình nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Cẩm Ly. Bài hát này cũng chẳng đòi hỏi tụi con phải cần cái kỹ thuật gì hết. Chỉ cần hát rất là mộc. Cái cô cảm thấy vui và hạnh phúc nhất là con đã chạm được cảm xúc của các huấn luyện viên ở đây. Và cái điều mà cô nói với Quỳnh Thi, con bị cái gì, cái micro thì sao? Là phải để sát vô. Cho con có một cái tật là con cứ để rất là xa như thế này. Mà khi mà mình hát càng thấp không nghe, con để xa nó là lại sẽ không nghe nữa. Hiểu không? Những cái đó cô chỉ rất là kỹ, cho nên là con phải cố gắng khắc phục. Bài Cây Vĩ Cầm. Dạ. Có hiểu bài này là gì, con biết bài này chưa? Dạ, con nghe bài này dạ. Rồi ha. Mà mình phải học để hiểu, để hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái sự am hiểu của mình về cái bài hát. Ok, chia câu ra ha. Cây vĩ cầm. Giọng hát của Kiều Vy và Ánh Tuyết á, thì hai cái chất giọng dĩ nhiên là sẽ có màu sắc khác nhau, nhưng mà cùng chung một cái chất, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng có thể hát được mấy cái dạng mượt mà. Cho nên đó là lý do mà Trang sắp xếp cho Ánh Tuyết và Kiều Vy sẽ bắt cặp chung trong cái đợt này với ca khúc Cây Vĩ Cầm. Cho nên cái bài Cây Vĩ Cầm nó vừa sức với các bé để thể hiện một tình cảm mà các bé đang sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Nhưng các bé phải tập trung nội tâm và giọng hát để làm sao người thân của mình cảm động thì khán giả sẽ cảm động. Bây giờ mình phải tìm cho mình một phương pháp hát làm sao. Một là Cây Vĩ Cầm hát đơn giản lại. Còn nếu mà Nhắm đã luyến được chữ đó thì hơi Cây Vĩ Cầm Ta-ri-pa-ri-ta. Nó phải có cái sắc chắc thái. Chắc là nửa công đi tôi. Đó là cái cơ hội cho mình kể chuyện. Hát gãy gọn cái chỗ đó lại. Hy vọng là các con hiểu được bài hát, tập cho thật là kỹ cùng với phần dàn dựng rất là đẹp, là bật mí không có nói ra trước hết. Các con sẽ có một ca khúc rất là giàu cảm xúc. Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo trên sân khấu của chúng tôi là một sự kết hợp giữa hai giọng hát.
Đây là hai giọng hát lần đầu tiên kết hợp với nhau, nhưng có một sự ăn ý trong cách thể hiện. Cả hai sẽ thể hiện một ca khúc vô cùng xúc động về một người cha rất yêu thương con gái của mình, nhưng có lẽ số phận rung rủi, sinh trưởng trong một gia đình khó khăn, không biết làm cách nào để con của mình có cơ hội được đến trường học tập. Người cha đã bắt buộc bán đi cây vĩ cầm quý giá nhất ở trong nhà để giúp cho con mình có thể vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Cây Vĩ Cầm và hãy cùng chào đón trên sân khấu phần thể hiện của Kiều Vi và Anh Tước. So
chẳng thấy về đâu. Thưa quý vị, một câu chuyện vô cùng xúc động với phần thể hiện của Kiều Vi và Ánh Tuyết, với phần thể hiện của câu chuyện một người cha đã kiệt quệ và bán đi một nửa linh hồn của mình, đó là cây vĩ cầm, với phần thể hiện của nghệ sĩ Huỳnh Huy và nghệ sĩ Thanh Tâm. Thanh Tâm là cô bé học viên ưu tú trong lớp học khi mà đã đoạt giải cao của cuộc thi tự tài siêu nhí, và ngày hôm nay đã quay trở lại để mà hỗ trợ cho tiết mục này. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho bốn gương mặt nổi bật của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều. Trong lúc biểu diễn thì Nguyên Khang cũng có kịp liếc nhìn hàng ghế của huấn luyện viên, thì thấy huấn luyện viên Thanh Bạch đã lấy khăn mùi xoa của mình ra để chậm nước mắt với phần biểu diễn này. Trước khi những huấn luyện viên khác chia sẻ thì xin phép được hỏi anh, vì sao lại rơi nước mắt với câu chuyện này? Thật ra thì có thể nói những cái chặng đường mà chúng tôi đã trải qua từ những lúc khai bài, các bé đã hết sức nỗ lực và làm trong một cái không gian mà khi sự kết hợp đa chiều giữa múa, giữa âm thanh, ánh sáng đã tạo nên một cảm xúc rất là dân tràn. Và như Nguyên Khang cũng như quý vị cũng biết, cái nghề biểu diễn nó nghiệt ngã. Trên sân khấu nó là một cái gì đó mà khi đời người đã trải qua thì mới hiểu rằng là cái nghiệp cầm ca nó rất là nặng. Ai đã vướng rồi thì khó mà có thể bỏ đi. Cho nên nó nhiều cảm xúc nó cộng lại trong cái bài hát này. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin mời huấn luyện viên Duy Trì. Tôi thấy đây là một cái tiết mục mà rất là tâm huyết của huấn luyện viên của con, và con nên cảm ơn hai vị huấn luyện viên của con vì cái điều này. Còn về cái giọng hát của hai con thì hôm nay hai con hát khá ổn, tròn trịa. Nhờ cái sự mộc mạc thì cái tiết mục con nó mới trở thành hoàn hảo hơn. Cảm ơn con. Và xin phép được mời vị huấn luyện viên mạnh mẽ nhất, nhưng mà có vẻ như trái tim rất là yếu đuối khi thỉnh thoảng cũng rơi lệ. Dạ, anh Nguyễn chia sẻ anh. Khi mà hai con hát, phía sau là cái màn ảnh múa bóng. Lúc đó chú tập trung, chú nghe và nhìn các con hát nhiều. Cái hình ảnh phía sau nó là background cho con thôi. Rồi khi người cha xuất hiện trên sân khấu múa cùng với hai con, quá đẹp. Nhưng mà đến khi hai nghệ sĩ múa của chúng ta tiến lên phía trước, mà hai người đó múa đẹp quá con ơi. Phải chi mà họ ra họ chỉ diễn minh họa thôi đó, nó khác. Đằng này họ diễn cả một bài múa đương đại rất tuyệt vời. Thành ra vô tình chứ không phải là cố ý, mà cái sự cuốn hút nó lại tập trung vào hai người nghệ sĩ múa đó. Nhưng mà dù sao phải nói rằng đây là một tiết mục được đầu tư, và các con đã hát tốt cái bài hát của mình, cũng như là đẩy được cảm xúc đến cho tất cả mọi người xem. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Đầu tiên cô xin chân thành cảm ơn chú Đại Nghĩa, cô Cẩm Ly, cô Thu Trang và chú Dương Triệu Vũ đã cho tụi con những cái ý kiến nhận xét rất là chính xác. Giọng hát là một chuyện, bản lĩnh sân khấu lại là một chuyện khác, và tụi con cần phải rèn luyện cái điều đó. Sau bao nhiêu cái tranh luận ở trong chính cái tim của mình giữa các cô chú với nhau để mà đưa cho tụi con một cái ca khúc và biến tất cả những cái ý tưởng đó trở thành hiện thực, để có những cây đàn đẹp ở đây, để có chú Huy và chị Tâm ra diễn cho tụi con. Đó là một cái nỗ lực rất lớn của cả team của mình, của cả tập thể của đội của mình. Đó là cái cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô xin chân thành cảm ơn tụi con đã cố gắng nỗ lực hết mình.
sao tôi mắt cứ cay cay như mấy người không gặp may. Phố thì đông, người đông, đông. Tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà. Đừng đưa tôi về con phố chung đôi. Đừng chân ơi tôi xin đừng bước nữa. Đừng tôi ơi chỉ say chút nữa thôi. Đừng nghe tim khóc lóc mà yêu lòng. Đây là đắng sao rất cao rất xa. Biết ai kia không nhà có đang nhớ ta. Chắc đang say thôi mà sớm mai sẽ quên. Giống như quên lời hứa cũ đêm rất êm. Này là gió bay giữa đêm trăng say. Phố nghiêng theo chiều gió chẳng nằm dưới trăng. Chẳng phải rất nhớ hay sao mà lại choáng váng nôn nao. Tim ơi làm ơn ngủ đi đừng thêm ồn. Chân nhỏ bé âm thầm về đâu trong đêm vắng tanh. Ngón tay gầy héo khô lạnh để những yêu thương ước mơ được sống bên mẹ. Được trong vòng tay ấm êm với tiếng cười nói mẹ hiền. Hạnh phúc đơn sơ giấc mơ một gia đình yêu thương. Và em mơ mơ giấc mơ cánh tay mẹ. Một lời dù sao thiết tha khao khát từng đêm. Những bước chân sao nhói nhói đất lạnh thầm bước trong đêm. Cảm ơn các bạn. Cho phép Nguyên Khang được nói thêm một chút về bản mashup rất tuyệt vời hai ca khúc Phố Thị và Giấc Mơ Của Tôi. Đây là hai ca khúc rất khó để có thể mashup lại với nhau, bởi vì cái ca khúc này
nó có 4 cái tempo khác nhau mà các thí sinh của chúng ta phải thay đổi nhịp liên tục. Và khi mà Nguyễn Khang để ý theo dõi thì thấy huấn luyện viên Cẩm Ly rất là lo, chỉ phải đập tay để mà để nhắc các thí sinh của chúng ta phải giữ nhịp cho chắc với mỗi đoạn mà chuyển tempo. Và chúng ta thấy là hai cô bé của chúng ta đã làm rất là tuyệt vời. Bản mashup hai ca khúc này, có thể dành một tràng pháo tay cho Mỹ Mỹ và Thủy Tiên. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của gia đình Vũ Trang. Cho cô Trang hỏi hai con là hai con vào nhân vật gì? Dạ tụi con là trẻ em cơ nhở với lại mấy anh chị. Trẻ em cơ nhở thì cô Thu Trang nói là tụi con đẹp quá và sạch sẽ quá. Thật sự tại trẻ em cơ nhở mình phải có một cái gì đó nó nhếch nhác một chút xíu, nó phải dơ một chút xíu, ví dụ như một hai vết bẩn trên mặt hoặc tóc tai không có thắt bính kỹ và đẹp được như vậy. Tụi con bị quá đẹp. Nhưng ở đây nếu như mà tụi con quá trang, tụi con hóa thân vào nhân vật hơn chút xíu, giống như là quần áo cũng không có được mà thẳng tắp ngăn nắp như tụi con đâu. Trẻ em cơ nhở đôi khi vẫn cái áo sơ mi thùng thình mà nó bị dơ, nó bị nhàu đôi khi một hai miếng vá rồi chẳng hạn. Rồi cái tóc tai cũng vậy nữa, cột rất là bết bát. Thì như vậy thì cái nhân vật của con nó sẽ đẹp nhân vật. Chắc hai trẻ này sắp được đón về gia đình mới. Chắc vậy. Nên tắm rửa sạch sẽ để đưa về gia đình mới. Thì cô Trang cũng hy vọng là vậy. Cảm ơn Thánh Soi Thu Trang. Nickname luôn đó. Nickname luôn. Cô cũng đồng ý là nếu như tụi con hóa trang nhếch nhác thêm chút xíu á thì nó ra cái vai hơn. Nhưng mà đối với cô á cũng không có sao. Tại vì giống như mình tượng trưng cái hình tượng thôi cũng được. Cũng là cái áo khoác mang đôi dép lào vậy cũng được rồi. Đối với cô dễ dễ hơn cô Thu Trang chút xíu. Nhưng mà nhớ nha con, mấy cái nốt sâu, tại hai đứa con là cái giọng hát của tụi con có lực lắm. Cho nên mấy cái nốt cao phải để ý nha con. Tại vì có những cái chỗ mà khúc sâu á con á, con hát có một cái chỗ là cái nốt cao đó bắn lên giọng con rất là tốt và đẩy lên. Nhưng mà nhiều khi con sung quá cái nốt nó cao trên hơn chút xíu nữa thì nó cũng mất đi chút xíu. Cho nên mình phải để ý mấy cái đó nha con. Còn nhìn chung hai đứa con giọng rất là khỏe. Cô chúc mừng tụi con. Dạ con cảm ơn cô. Và xin mời gia đình bố mẹ ruột chia sẻ về hai đứa con của mình. Cái đầu tiên là cô cái gì vụ trang phục. Nếu mà nó thuộc về phim ảnh hoặc là bên kịch nó đi xuyên suốt trong một cái cốt truyện thì nó bắt buộc, cái điều đó là phải bắt buộc luôn. Còn cái này đây là một cái sân khấu ca nhạc và có thể nhẹ nhàng như cô Đoan Trang nói, mình có thể vui vui qua. Tức là dẫu sao cũng tội tụi con, các bạn đều mặc lộng lẫy quá trời mà không lẽ giờ cho tụi con mặc rồi quẹt tùm lum rồi tội tội cho cháu. Đó là lý do tại sao chị em mình làm ca sĩ đúng không chị? Ở đội cô luôn luôn muốn thử thách tụi con để cho tụi con phải đi khác với cái sở trường của mình. Có thể là tụi con sẽ dừng lại ở vòng này, có thể là ở vòng sau, có thể là ở vòng sau nữa. Nhưng mà cuộc thi là để làm gì? Nó cũng là chỉ là một cái cuộc thi, một cái cuộc chơi. Nhưng nó được một cái là tụi con có được cái thời gian, cái cơ hội tụi con cọ sát. Cho nên là cái bài này đưa cho tụi con là biết là rất là khó. Khi mà tập vô cái bài phố thị là trời, lúc đầu là cô cũng bó tay với tụi con luôn, không thể nào hát được hết Khang. Tại vì không có phải sở trường. Khi mà hát một cái bài mà nó nhẹ nhàng, mà Vũ nó dễ thương, không thể nào hát được. Vũ coi như là không hiểu sao, tức là phải chỉ cho cách hát từng chút và mỗi ngày hoàn thiện. Cho nên lúc mà cháu đổi qua bài kia là đúng cái sở trường chị, thì đấy, là chị chơi tới liền luôn. Nhưng mà hôm nay làm như vậy là cô cảm quá thấy tuyệt, đúng không? Rất là hài lòng rồi. Rất tuyệt vời. Rất là hài lòng với tụi con. Đối với Huế thì Vũ cảm giác có một cái sự trưởng thành trong giọng hát. Tại vì cháu đã có những cái kinh nghiệm trưởng thành ở trong cái diễn xuất cũng như là giọng hát, và tiết chế, rồi khống chế cái giọng hát của mình. Còn về Hoa là có một cái giọng thiên phú, hát cao vút nhưng mà lại thiếu cái sự điêu luyện đó. Cái điều quan trọng là phải làm sao cho hai cháu có thể dung hòa lại được. Áo em bây giờ xa neo mây. Bạn hát hết câu đó. Gọi tên em mơ. Chữ suốt cơn nó bị cao quá, bỏ chữ suốt cơn luôn, con để bạn hát suốt cơn xong con vô đi. Mê này con hát giọng trọng thật luôn. 2, 1 Gọi tên em ơi. Cặp đôi tiếp theo của chúng ta là một giọng hát đầy nội lực. Và điều đặc biệt là ở những vòng ngoài thì hai thí sinh của chúng ta
đã đưa khán giả, đưa những vị huấn luyện viên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với bản mashup hai ca khúc rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Hà Trắng và Còn Tuổi Nào Cho Em. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Khánh Huế và Mỹ Hoa. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay mong trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tuổi nào sự kết hợp một bản mashup vô cùng tuyệt vời với hai giọng hát đầy nội lực của hai chiến binh đội gia đình vũ trang.
một cái bài dựng rất là đẹp. Và hai con cũng như thế, hai con bước ra với hai cái váy đầm trắng nhìn rất là trong sáng, thánh thiện như là thiên thần. Và cái sự hòa quyện kết hợp rất là hợp lý. Từ bài Hạ Trắng và bài Còn Tuổi Nào Cho Em, nó đang xen lẫn với nhau và đẩy lên cao trào cũng đúng lúc. Cho nên là nó cũng đẩy cho mọi người một cái cảm xúc rất là hay. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn anh chị ạ. Xin mời gia đình Bạch Gia Trang. Cứ nhớ lại hồi ngày xưa, cái thuở thanh thiếu niên của chú Bạch, những cái chuyện ngắn nó chia ra làm loại hoa đỏ, hoa xanh và hoa tím. Thì tụi con đang là hát những bài của lứa tuổi hoa bâng khuâng, loại hoa tím. Đó, chú Vũ và cô Trang quá là thông minh và tinh tế để đưa đúng cái cảm xúc vừa đủ, không bị dư và cũng không bị thiếu. Bây giờ trong một đại gia đình với nhau thì mình phải nói hết lòng với nhau. Mình đang kể một câu chuyện thì cái mạch cảm xúc của mình nó phải được liên lạc một mạch. Thì chính ánh mắt của tụi con nó đã nói lên cái điều là tụi con có liên lạc hay là chưa. Cho nên khi tụi con xem lại trên màn hình, tụi con sẽ thấy. Và cái này là cái bệnh chung của lứa tuổi thanh thiếu niên của chúng ta, chứ không riêng gì của tụi con đâu. Nói là nói chung cho các bạn. Khi mình hát thì mình thả hồn, tới chừng bạn kia hát thì mình rơi vào một cái câu chuyện mình để cho bạn kia kể. Thì cái này nó không phải là cái lỗi, mà cái này là cái để lần tiếp theo cho tất cả các con phải hết sức quan tâm những phần mình không hát. Bởi vì những phần mình hát mình đã làm quá tốt rồi. Đó, bây giờ yêu cầu cao hơn cho những vòng tiếp theo của tất cả các con, chứ không riêng gì của hai con trong cái tiết mục vừa rồi. Yeah. Cảm ơn chú ạ. Xin mời chia sẻ của gia đình nghệ sĩ Thu Trang và huấn luyện viên Dư Trụ. Hôm qua cô Trang nói con là con đi, con không được nhúng. Con đi con giống như là con đang thả hồn theo nhạc. Con phải nhìn hoa, nhìn cảnh, xong rồi con cất lên cái giọng hát của con thật là ngọt ngào. Và hôm nay con làm được, con không có nhúng giống như ngày hôm qua nữa. Thì cái đó là cô cũng khen con. Còn Quế thì cũng vậy luôn, Tiếp thu rất là sát sao cái ý kiến của cô và chú Vũ. Nhưng mà hôm nay á, cái tập cộng tóc của con ở đây sao tự nhiên để làm chi, để cho che cái một chút xíu cái gương mặt của con. Con để qua nó một bên luôn đi. Đúng rồi, cho nó sáng khuôn mặt đó, như vậy nó sẽ đẹp hơn. Tự nhiên cái để một cộng tóc ngay đây tự nhiên nhìn nó vậy không... nó mới nghệ sĩ chứ. Nhớ ngày xưa ông Elvis Presley đúng không, cũng có con sợi ngay đây không? Không, nhưng mà mình để cho nó bay bay phớt phớt thì nó phải ra đây chút xíu. Nó chỉ như vậy thôi. Cô Trang thấy là cái tiết mục này là một cái tiết mục mà cô Trang cảm thấy rất là tự hào về hai con. Cái điều mà Vũ phải công nhận là hai cháu rất là trong sáng, hồn nhiên và ngây thơ. Cho nên á, khi mà Vũ chọn bài cho hai cháu, lúc đầu định chọn bài về tình yêu, tại mình nghĩ là hai cháu đủ cái độ trưởng thành để mà hát rồi. Nhưng mà khi mà nghe lại thì mình cảm thấy là nó hơi khó chút xíu để mà hai cháu có thể trình diễn một cách trọn vẹn. Cho nên Vũ ở những giây phút cuối cùng phải nghĩ ra một cái mashup mà gồm hai bài nó về tình yêu mà viết theo một cái cách nó rất là nên thơ, rất là mong manh. Cho nên là hai cháu cho dù hát về tình yêu, về cuộc sống, nhưng vẫn lứa tuổi này. Dạ, cho nên là hôm nay đặc biệt là Hoa nè. Bình thường Huế lúc nào cũng giọng cũng chắc hơn Hoa hết, nhưng mà đặc biệt ở trong bài này em yêu cầu Hoa nhiều hơn bình thường. Là tại vì hai bài này cho dù mashup nhưng hai cái tông nó lại hoàn toàn khác nhau. Cho nên nếu mà giữ cái tông đó thì nó lại trở thành tông nam. Nhưng mà Hoa lại có cái khả năng là hát bằng cái giọng giả thanh rất là tốt. Cho nên là cuối cùng là hát cái tông nam nhưng mà lại là nữ hát. Cho nên hôm nay chú đặc biệt là khen con đã làm rất tốt Hoa. Cảm ơn chị ạ. Hồi nãy chú Thanh Bạch nói rất chính xác. Cái này không riêng gì hai đứa, nhưng mà rất rất nhiều những người mà chưa có chuyên nghiệp đứng trên sân khấu, là sau khi mình hát cái câu của mình tự nhiên cái mình xả vai. Cho nên để mà liền mạch cảm xúc thì con nên nghe theo cái lời mà bạn diễn của con đang hát. Hôm nay những cái gì mà cô chú đưa ra rất khó mà con đã làm rất tốt.